Bộ Công Thương vừa đề xuất chính phủ miễn giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19. Đối với điện sinh hoạt của người dân, Bộ Công Thương sẽ giảm giá cho các bậc thang sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4, áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020. Như vậy, sử dụng dưới 300 kWh một tháng sẽ được hỗ trợ trên 10% tiền điện hàng tháng. Tổng số tiền hỗ trợ ước tính là 2.930 tỷ đồng. Đối với khách hàng sản xuất và kinh doanh, Bộ Công Thương đề xuất giảm giá với mức giảm 10%. Đối với khách hàng dịch vụ du lịch, Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh giá điện xuống bằng giá áp cho các hộ sản xuất từ tháng 4 năm 2020. Với các cơ sở trực tiếp tham gia chống dịch, EVN sẽ hỗ trợ tiền điện từ tháng 4 đến tháng 6 với khoảng 100 tỷ đồng. Theo Bộ Công Thương, tổng số tiền hỗ trợ đề xuất lên tới 10.974 tỷ đồng, đồng nghĩa doanh thu của EVN năm 2020 sẽ giảm tương ứng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.